Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình làm sa tế. Trước khi bỏ tỏi vô, bỏ mỡ rồi bỏ tỏi vô, rồi bỏ sả ớt vô chung vô. Lên mèo nè. Xả tỏi ớt vô chung. Đặng lửa hiu hiu xuống. Trời ơi, xích sắc luôn á. Cái màu rất là đẹp luôn. Nè. Ừ. Có mỡ, ốc đổ mỡ cho nó ngập luôn rồi đổ tỏi vô. Rồi đổ sả ớt vô chung luôn. Cái này con làm đổ vô chung luôn. Vô chung tại vì mỡ nó nhiều mình đổ vô chung nó không có khé. Mỡ ít thì đổ nó khé. À bởi vậy con mới mua dầu ký á. 19.000. Không có đủ 1 ký. Nè cái mèo chỗ màu biết đẹp luôn nè. Được tới rồi đó. Bây giờ tắt lửa xào qua xào lại cho trên nó đừng có khét nè. Sao nó hơi nguội chút xíu mới ngưng. Rồi xong rồi út bỏ nước mắm vô. Nước mắm với đường. Có nước mắm nữa không? Có nước mắm nó đâu có ra cái mùi sa tế. Không có cần bột ngọt, nước mắm đường thôi. Nè ra mùi sa tế, ra sa tế nè. Thử vừa vừa được ơi. Mặn ăn đâu nổi, mặn tới nữa nên mình nêm vô trong cái ấy nó mặn lắm. À. Một món sa tế. Chỉ có dầu ăn với sả với ớt với tỏi nước mắm đường mà nó ra cái màu nè út, ra cái màu thấy cưng luôn á. Đó, món sa tế xuất sắc luôn. Nãy thử nó sạch rồi. Ngon quá.